Đây là những ngôi mộ đẹp nhất thế giới, sạch đẹp mà chỉ ở Việt Nam mới có được. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng. Sạch quanh năm ngày tháng, lúc nào cũng sạch sẽ. Rất sạch đẹp. Ở đây là con cháu là ngày nào cũng ra mộ là quét dọn lau sạch sẽ hàng ngày hàng tháng hàng năm, nên mộ lúc nào cũng sạch sẽ. Chính tỏ con cháu rất là có hiếu với các cụ. Đẹp chưa? Ốp lát toàn loại gạch đắt tiền. Cái này ai chết cũng sướng, đã đời. Đây nữa. Mấy ngôi mộ này lúc nào cũng sạch đẹp. Có mái che, nắng mưa không sợ. Không sợ ướt, không sợ bẩn. Đây là những ngôi mộ vô danh, bé tí, bé bằng người bàn tay. À. Ngôi mộ rất là sạch đẹp, khang trang. Đây mọi người chú ý nha, ngôi mộ của chúng ta khi mà chúng ta không chú ý này, chúng ta không lui tới thường xuyên thì phạm một trong những đại kỵ. Đất nó đã lún rồi thì ngôi mộ này đang nhiễm tà khí này, tà khí tạp bát này, lún và côn trùng, thậm chí là có chuột ở bên trong luôn nha mọi người nha. Chúng ta phải hết sức chú ý là thường xuyên lui tới ngôi mộ phần của chúng ta hàng thời gian hàng năm, tối thiểu chúng ta phải được đi đến 2 đến 3 lần nha. Chứ mùa mồ mạ chúng ta làm như thế này thì không còn gì nữa đâu nha mọi người nha. Được chưa, làm cái mộ này tí nha.